Chào mừng anh chị đã đến và trở lại với kênh Hoàng Linh. Chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Hôm nay buổi chiều cuối tuần, tôi xin thông tin hết sức đặc biệt liên quan đến đại án Việt Á và Trung Cuối, những vấn đề mang tính nguyên tắc là bản lề và bước đột phá trong việc điều tra để tìm ra những thủ phạm to lớn đằng sau vụ án này. Một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc cần được giải đáp, đó là vì sao là bí thư Hải Dương mà không phải là bí thư của một số nơi khác? Vì sao như vậy? Tất nhiên Ủy ban Kiểm tra Trung ương không hề sai lầm. Có rất nhiều dữ liệu, rất nhiều vấn đề và rất nhiều phương án chiến lược để chọn Hải Dương làm nơi đột phá, từ chỗ giám đốc các CDC, những người lãnh đạo Sở Y tế và hôm nay tiến thẳng đến những người lãnh đạo mang tính chất toàn diện ở địa phương đó. Ở đây là ông bí thư Hải Dương. Và vì sao là Hải Dương? Chúng ta được biết Hải Dương chiếm mọi kỷ lục trong việc trong vụ Việt Á. Đó là Hải Dương được chính phủ chi tiền nhiều nhất cho phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho đến thời điểm này. Đó là nơi có giám đốc CDC đầu tiên bị bắt, và cũng là nơi có bí thư tỉnh ủy đầu tiên bị đề nghị kỷ luật. Vì sao như vậy? Vì sao như vậy? Có lý do của nó hết. Hải Dương là địa phương được chính phủ cấp tiền nhiều nhất để phòng chống dịch Covid-19. Chính phủ đã cấp 270 tỷ đồng hỗ trợ Hải Dương chống dịch Covid-19. Từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, Hải Dương đã kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trong cùng thời gian, cụ thể là trước đó chưa đến một tuần, Thủ tướng đã tạm cấp 270 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2021 hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng chống Covid-19. Theo quyết định ngày 29 tháng 3, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn kinh phí trên, đảm bảo đúng người, tiết kiệm, hiệu quả, công khai và minh bạch. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương dùng các nguồn vốn dài ngân sách, nguồn vốn ngân sách và huy động khác để kịp thời phòng chống dịch bệnh, kết thúc đợt chi trả, tổng hợp số liệu báo cáo Thủ tướng quyết định hỗ trợ. Vâng, Hải Dương là nơi được chính phủ hỗ trợ một cục tiền rất lớn, 270 tỷ đồng. Thứ hai, kỷ lục thứ hai, Hải Dương là địa phương đầu tiên có giám đốc CDC bị bắt, và cũng là nơi Việt Á chi tiền bồi hồng ngoài hợp đồng bạo tay nhất. Ngày 19 tháng 12, sau khi quyết định tống đạt quyết định khởi tố bị can, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Phan Quốc Diệp, người sáng lập đồng thời là tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Á. Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương, và các bị can lãnh đạo nhân viên của công ty Việt Á. Các bị can bị điều tra về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, nhu cầu cấp thiết phục vụ công tác phòng chống Covid-19, Phan Quốc Diệt và Phạm Duy Tuyến đã thỏa thuận thống nhất công ty Việt Á sẽ cung cấp sinh phẩm, bộ kit và hóa chất xét nghiệm cho Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức hóa đấu thầu, ký hợp đồng và thanh quyết toán sau phân bổ ngân sách của tỉnh cho CDC Hải Dương chống dịch. Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Diệt đã thống nhất nâng khống giá đầu vào, chi phí sản xuất sản phẩm, vật tư, thiết bị công ty Việt Á từ tháng 2/21 đến tháng 11/21. CDC Hải Dương đã ký hợp đồng và thanh toán cho công ty Việt Á 5 hợp đồng với số tiền hơn 151 tỷ đồng. Phan Quốc Diệt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến số tiền gần 30 tỷ đồng. Song hành đó, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 tỉnh thành, tại 8 địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ và Nghệ An, triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan. Và phương thức cũng tương tự như Hải Dương. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Diệt và các bị can thuộc công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 đô la,
20 bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến. Kỷ luật thứ 3, Hải Dương là tỉnh đầu tiên có bí thư tỉnh ủy bị đề nghị kỷ luật vì có liên quan đến Việt Á. Ông Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và nhiều cán bộ tỉnh này vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, trong đó có việc tạo điều kiện Việt Á độc quyền bán bộ kit test xét nghiệm Covid-19. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 18 với sự chủ trì của chủ nhiệm Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra đã xem xét và kết luận một số nội dung. Theo đó, trong lãnh đạo chỉ đạo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu kiểm tra giám sát để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phòng chống dịch, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng tạo điều kiện để công ty cổ phần Việt Á độc quyền báo bán bộ kit test và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định. Một số cán bộ tham nhũng tiêu cực, nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cơ sở Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và các ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Dương Cái, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cơ sở Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Lương Văn Cầu, nguyên Ủy viên tỉnh ủy viên, nguyên Ủy ban, Ủy viên Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Phạm Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, Nguyễn Trọng Hưng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Cả một hệ thống từ Bí thư Đảng cho đến hệ thống chính quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính đều dính vào vụ việc đã một cách nghiêm trọng. Vi phạm của các tổ chức cá nhân trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín các cấp ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định. Được trao chính phủ trao số tiền rất lớn để chống dịch, cụ thể là 270 tỷ đồng. Hải Dương đã cùng Việt Á thông đồng chiếm đoạt trên 151 tỷ bằng các thủ đoạn nêu trên. Cũng là giao cục tiền lớn cho Hải Dương giống như giao trứng cho ác. Như vậy tống tất cả vào lò mới xứng đáng. Cả một hệ thống gồm bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các phó chủ tịch, một số phó chủ tịch, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc CDC. Hỡi ơi, cả một hệ thống chính trị đều tê liệt với sức mạnh của đồng tiền, bất chấp nỗi khổ đau của người dân trong chống dịch, bất chấp những nỗ lực và giúp đỡ của Trung ương cũng như chính phủ. Và công cuộc này tại Hải Dương một sự ưu ái đặc biệt, và cũng cần phải làm rõ có đúng quy trình hay không. Xin mời các anh chị có ý kiến, đây là một vấn đề rất là quan trọng liên quan thiết thân đến quyền lợi của tất cả người dân chúng ta. Chúng ta trong đợt dịch chiều qua riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 10.000 người tử vong. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, nhưng vong linh đó xứng đáng được câu trả lời ai là thủ phạm đưa họ vào chết thương tâm như thế. Nếu quả thật có việc sai lầm trong việc chống dịch do đồng chí Nguyễn Nhân Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã nói, có nhiều lúc tập trung F0 vào rồi không biết để làm gì, và chính ý kiến đột phá này đã làm thay đổi phác đồ điều trị trên cả nước và tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn đồng chí bí thư thành ủy Nguyễn Nhân Nên cũng như các đồng chí lãnh đạo đảng và chính phủ đã kịp thời thay đổi phác đồ điều trị, mà phác đồ chính có lẽ do Phan Quốc Việt và đồng bọn cùng
cả hệ thống của nó như nêu trên đã dựng nên. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.